Ôi giời ơi, rét quá. Mình chào tất cả các bạn nhé. Nếu như các bạn ở trong miền Nam ấy thì chắc các bạn sẽ không thể hiểu được cái cảm giác của những bạn ở miền Bắc như mình bây giờ. Tức là mùa đông tuy là chưa tới, bây giờ mới gọi là cuối của mùa thu thôi, thế nhưng mà không khí lạnh nó đã về sớm quá rồi. Không khí lạnh đầu mùa này tuy là nó chưa lạnh sâu, thế nhưng mà nó làm cho con người chúng ta nó có một cái cảm giác, tức là nó rất chi là lạnh ấy, bởi vì là mình đang sống ở trong một cái thời tiết mùa hè nó quen rồi ấy, cho nên là có một chút không khí lạnh về cảm giác nó lạnh lắm. Thì vì thời tiết nó mưa gió lạnh này, mình không muốn để những con cá của mình ở ngoài trời, sợ nó lạnh quá nó ảnh hưởng đến sức khỏe của nó. Thì hôm nay mình sẽ quyết định là thay nước cho nó và chuyển nó vào trong nhà. Đây các bạn này, đó, một bé mình thả nó vào đây để tẹo lưỡi mình thay cho nó cái nước khác. Xong rồi đấy, mình vừa pha chế cái nước cho nó. Bao gồm cái muối này với lại cái lá bàng này. Đấy, cái tỷ lệ mà pha nước như thế này thì mình cho con nào cũng đều như con nào, không có bị con nào mà nó đậm quá mà con nào nó bị nhạt quá. Chứ trước kia là mình pha là cứ mỗi một cái âu này là mình pha ước lượng, đâm ra là có con thì nó vàng quá, có con thì là nó lại nhạt quá. Đấy, mình vẫn đủ 9 con cá beta này các bạn. Beta gì nhỉ? Galaxy. Đây, đẹp rồi. Mình chuyển hết vào trong nhà, không để ngoài sân này. Gió này, rét này, tèo mất thì phí. Đây. Đẹp hết. Rồi, ok, ngon hành cành đào rồi đấy. Môi trường sống mới, chuyển từ ngoài kia vào trong này thôi gọi là môi trường sống mới đây. Ngoài kia là trước là mình để cái chỗ này này, đây mình để ngay cái chỗ này. Bây giờ mình chỉ chuyển vào trong này thôi, nó chỉ cách nhau tầm nó khoảng 2-3 mét thôi. Nhưng ở trong này là nó có một cái mái che, tức là cái mái tôn nhà mình nó che rồi. Ở mùa đông này chỉ cần là không có mưa tới là nhiệt độ nó sẽ không bị giảm sâu. Nếu như ở ngoài trời là nó có những giọt mưa ấy, nó mang theo cái hơi lạnh, nó rất là lạnh. Còn vào trong nhà này thì nó chỉ cần kín được cái mưa là nó sẽ không lạnh nữa. Nói chung là nó bớt lạnh hơn, nó không lạnh thì không phải. Xong rồi đấy, bây giờ thì mình xuống dưới nhà xem có con gì cần phải che chắn đi, không thì mùa đông sắp tới rồi là nó rét đậm hơn nên là mình phải kê đệm trước, không thì sau đến lúc nó lại không kịp. Wow, dế nó tập trung hết ở trong cái bát cá này. Ôi sao nó làm im bất động này nhỉ, cứ kiểu giống như là dế bị teo rồi ấy. Không phải, không phải, nó chưa tèo, nó vẫn sống. Nhưng mà kiểu như nó mải ăn quá các bạn, nó mải ăn quá, nó quên, nó không nhận ra là nó bị bê ra một cái nơi khác. Wow, cái con dế này của mình này không biết là đến tuổi sinh sản chưa. Thế nhưng mà mình nhìn thấy cánh của nó cũng rất chi là tốt rồi. Mình đã chuẩn bị sẵn cho nó một cái khay sơ dừa cũ. Cái sơ dừa cũ mà ngày xưa mình mua trứng của chúng nó về mình ấp ấy. Thì bây giờ mình vẫn cất nó đi và để lại cho nó vào trong cái tổ rồi. Biết đâu nếu như nó sinh sản đến tuổi rồi thì là nó sẽ tự sinh sản vào trong cái sơ dừa đó. Ôi cái tiếng dế nghe kêu vui tai phết. Cái sơ dừa này này. À đấy, mình quên chưa xịt nước cho nó, vừa mới cho vào hôm qua. Mình bảo là cho vào xong sau tẹo lưỡi mình bớt bớt việc xong mình xịt cho tí nước vào. Đây có mấy con nó bâu ở đây rồi này. Nó chưa đẻ, nếu nó đẻ mình nhìn biết ngay. Bởi vì mình trước đó mình đã nhìn thấy cái trứng của con dế này rồi. Hoa hoa nó nhảy ra mất rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt lấy một vài con dế xuống cho con sóc và thăm lại con sóc cái xem chuồng của nó thế nào. Đây. Ôi giời, nhảy ra ngoài. Có lẽ là sướng nhất là mấy con sóc này. Mùa đông ở trong một cái môi trường này có vẻ là ấm áp đấy, tuy là nó hơi chật hẹp nhưng mà mùa đông này như thế này là tốt hơn. Đây, sau một cái giấc ngủ dài, tỉnh dậy là thấy mình ở một cái không gian mới lạ hoàn toàn. Đây, ôi chết rồi, mấy cái vỏ cây nó cắn này tan nát hết rồi. Mình chưa kịp bóc vỏ mà bây giờ vào đây nó bóc vỏ hộ mình rồi này. Đây cho cái dế đấy. Đấy ăn được rồi, nhìn thấy rồi, ăn rồi. Đáng số nó không bẩn đâu mà nó bóc cái vỏ cây ra bẩn hết rồi này. Này tranh nhau đấy. Được cái cũng cẩn thận phết đấy chứ nhỉ. Nghĩ rằng là anh chủ anh như quên không bóc vỏ cây này, hắn bóc hộ rồi. Chỉ bóc được cái vỏ thôi, còn cái gì nhỉ, cái phần gỗ thịt chắc là không bóc được đâu. Hắn sướng nhất rồi đấy.
Một cái ngôi nhà nhỏ xinh xinh, kín đáo ở trong một cái góc này, tha hồ ấm. Giờ chỉ có mấy con chim là nó rét thôi. Ngon. Không biết là nó đã nhận ra là nó ở một ngôi trường mới chưa nhỉ? Chắc nó đã nhận ra rồi chứ. Nó nhận ra như nhỉ? Chứ chả bao giờ nó nghĩ rằng là nó vẫn ở ngôi trường cũ rồi. Xong khi đó là mình cho thêm những cành cây này vào. Bởi vì ở trong môi trường cũ là nó rộng hơn, được nhảy thoải mái hơn. Ở đây thì nó chặt hơn nhiều. Nhưng mà thôi được, mùa đông như thế là nó mới ấm áp. Trơn quá. Rồi, ok rồi. Ngon. Các bạn có biết đây là cái gì không? À, đây mình gọi nó là ré lúa thì cũng đúng, mà mình gọi nó không phải là ré lúa thì cũng không sai. Nói chung là nó là cái ré lúa đấy. Đây là những cái cây trau lúa khi mà cắt lúa xong ấy, để lại những cái gốc cao ấy, thì nó mọc lên những cái mầm mới và nó ra những cái bông lúa mới như thế này. Cái bông lúa mới này là nó thóc nó không nhiều và cái hạt nó không được chắc. Bố mẹ mình kể bảo là mọi năm nếu như mà nghèo ấy thì vẫn cứ hay ra đồng mót những cái cây trâu này này. Cây trâu này là nó mọc thành cái cây lúa, sau nó ra cái bông như này này. Đấy. Thì nó có thóc mót để về lấy thóc ăn đấy. Nhưng mà cũng không được nhiều đâu. Bởi vì mỗi năm là đa số các cụ là cắt tận gốc ấy. À đấy. Mình quên đóng cái cửa AV vào. Đây. Mấy cái này là mình mang vào đây để cho cái thằng chim Di. Di đâu rồi? Di. Đây thóc này. Di thích cái thóc mới này lắm. Thóc mới này với cây mới này nó thích lắm. Đó. Còn cái chỗ này mình sẽ mang vào cho cái con chuột hamster với lại cho con nhím ít nữa. Cái nhà này mình đã làm cho để cho mấy con nhím, mấy con chuột lang nó chui vào đây nó ở, không biết nó có ở không. Đây. Đấy. Rồi. Chén đi. Tưởng không ở. Trời rét này là phải quay chúng nó thế này không nào. Nó nằm bên ngoài là nó lạnh. Đấy. Trong những cái con vật mà mình nuôi ấy, có lẽ chuột hamster với lại cái con chuột bạch này này là cái con vật mà nó thích mùa đông nhất. Nó không sợ mùa đông, mà nói chung là nó thích mùa đông hơn đấy. Bởi vì mình thấy mùa hè nó sống vất vả lắm. Lúc nào nó mồ hôi cũng ướt át rồi, xong khi đó là nó khó chịu. Quạt phải bật cho nó mùa hè gần như là 24/24 luôn, bật cả ngày lẫn đêm ấy. Nhưng mà mùa đông này thì thấy chúng nó mượt tít. Càng mùa đông này lại càng mượt mà nó lại càng sạch nữa chứ. Đây là công tử bạch. Chén đi. Lúc mình vào là nó đang ngủ ấy, mình động đến nó là nó tỉnh dậy rồi. Nó lại còn không thèm ăn cái thóc mà nó đi ăn cái cuống ấy. Lạ nhỉ. Hả công tử bạch. Cái cuống của cái cây trâu này nó cũng ngọt như là cái cây lúa đấy. Ở quê mình những cái mầm mà nó lên từ cái gốc lúa thì ở quê mình người ta gọi là cây trâu. Nó cũng có ré có hạt nhưng mà nó không được đẹp như là cái cây lúa. Chén đi. Nhìn cứ rét về cái là nhìn mấy con chuột nhìn nó nuột thế. Trong lúc mà mình đang cho đàn chuột ăn ấy thì các em ở trên phố hôm nọ xuống nhà mình chơi thì hôm nay lại xuống chơi và tặng mình một ít cá. Trong đó là có 2 con 33 này, với lại hình như là 2 con cá lóc, với lại rất nhiều cá petaganasi nữa. Chỉ đơn giản là các em xem video của mình mà thấy mình bảo là mình thích cái con cá petaganasi màu tím tím ấy. Thế là các em ở trên phố lặn lội xuống tận nhà tặng mình thêm rất nhiều đồ. Để bây giờ mình sẽ nhờ các em thả vào trong bể nhé. Con nào thả vào bể được thả bể, mà con nào mà không thả vào bể được thì mình sẽ chuyển nuôi vào trong nọ. Đây em cho anh cái con 33 vào trong tay này. Bằng từng này cắn như mũi đốt. Cái con ngày xưa anh nuôi to hơn đây khối ấy. Đây để anh túm. Em thả đây. Đấy, để tránh cái việc mà nó bị. Đây, các bạn nhìn này. Đấy, các em đi đường xuống dưới mình tặng mình ít cá thì có vô tình là mua được 2 con 33 nhỏ này. Là 10.000 một con phải không em? Vâng. Thế là 20.000. À, tèo lưỡi anh đưa cho em 20.000 nhá. Thôi không, 2 con 33 này anh đưa tiền cho em. Không, cả tiền đấy,
tiền ấy là bọn em bạn. Thế nhưng mà gì nhỉ? Thì còn các em còn tuổi đi học ấy thì lấy đâu có tiền? Tiền bọn em tiền vợ em bán cá không được hả? Nuôi cá đẻ bán được á? Vâng, cá bê ta thì bán được. À thế á? Màu bán được, cá bê màu anh rồi anh bạn có mà. Ờ. Ờ thế được rồi, thế thì cho anh cảm ơn vậy. Biết nói gì bây giờ. Đây cái con ba ba này. Em bảo là mình nên thả vào trong cái chỗ hồ súng này để cho nó rút xuống dưới bùn. Ui, cái tên này chạy vào một tên xuống rồi. Còn tên này nữa. Đây. Chạy nhanh thế, chạy nhanh thế. Đấy, bình tĩnh để quay về này cho nó đẹp này. Đây. Xuống đi, xuống đi. Xuống. Chạy mất tích đâu rồi? Mất tích. Đây 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 đây. Có vẻ là nước sâu quá. Wow, sao đuôi nó cụt ngủ thế nhỉ? Đuôi nó sử dụng thế rồi. Kiểu như là nó cũng bị cụt hay sao ấy. Chắc là thế. Nước còn bảy ấm ấy. Ấm ấy là nước ở bảy cá lê tan rồi. Bình bông, bình bông. Anh nhìn chả hai con cá lóc à? Bụng nó toàn cả cá lóc này. Bọn bình bông này chắc đang đục cửa ấy nhỉ? Cuối cùng thì thời tiết cũng đã tạnh mưa rồi. Không biết là liệu có tạnh được lâu không các bạn ạ. À không ngờ các em lại quý mình đến như vậy ấy. Mình cũng không để ý đâu. Chỉ là vô tình mình có nói với các em, với lại mọi người trên video rằng là mình rất thích một cái con cá beta màu đậm đậm ấy. Thế là các em biết vậy thì là đã mang tặng mình rất nhiều những cái con cá beta với lại một số những con vật khác. Hôm nay đang định là khi cho chuột ăn xong ấy thì sau mình sẽ lên mình bắt những con chim ở trên này này. Đó, mình thả vào trong avi nhỏ kia. Thế nhưng mà các em đến thì sau cái đó là mình thả cá. Thì bây giờ lại muộn mất rồi. Có khả năng là để tối mình sẽ bắt cái con chim đó. Những con chim mà mình muốn bắt ở trong avi kia để thả vào đây này. Thì chắc là tối nay mình sẽ bắt nhá. Bây giờ thì mình phải kết thúc video đây để gửi tới các bạn video buổi tối nay, hôm nào cũng bị muộn. Xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Muộn mất rồi.